Cao Thánh Viễn, chồng cũ Châu Tấn, cả đời mang tiếng ngoại tình chưa ly hôn để ôm hôn cô gái khác. Tưởng chừng đã có câu chuyện tình cổ tích với Châu Tấn, thế nhưng Cao Thánh Viễn sau đó liên tục vướng vào ồn ào ngoại tình. Để rồi, khi còn chưa công bố ly hôn, nam tài tử đã ngang nhiên công khai ảnh ôm hôn một cô gái khác, để lại một đoạn ký ức buồn trong Châu Tấn. Archie David Cao, hay còn gọi là Cao Thánh Viễn, là một diễn viên nổi tiếng. Cao Thánh Viễn sinh năm 1969, là diễn viên người Mỹ gốc Hoa, đã làm việc ở Hollywood gần 20 năm. Anh từng tham gia các bộ phim đình đám như Power Rangers Lost Galaxy, CSI, Crime Scene Investigation và được tạp chí People chọn vào danh sách 100 người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất năm 2006. Châu Tấn gặp Cao Thánh Viễn lần đầu tiên tại bữa tiệc của một người bạn. Ngay lập tức, hai người đã có ấn tượng tốt về nhau. Cao Thánh Viễn không hề cảm thấy áp lực khi hẹn hò với một trong những nữ diễn viên thành công nhất Trung Quốc. Ngay từ đầu mối quan hệ, chúng tôi không quan tâm tới xuất thân của nhau. Giờ tôi biết mình rất tự hào về cô ấy. Cao Thánh Viễn từng chia sẻ suy nghĩ về bạn gái trong thời kỳ tìm hiểu. Do lịch làm việc bận rộn, Châu Tấn và Cao Thánh Viễn không có nhiều thời gian gặp nhau, nhưng Châu Tấn vẫn thấy hạnh phúc và giải thích. Tuy không gặp nhau thường xuyên, nhưng tâm trí họ vẫn luôn hướng về nhau và cả hai không hề chịu sức ép gì khi đã công khai mối quan hệ. Tháng 7 năm 2014, đám cưới của Châu Tấn và Cao Thánh Viễn đã chính thức được tổ chức tại Hàng Châu. Đáng nói, không một ai biết về sự kiện này khi nữ diễn viên tổ chức lễ cưới ngay giữa chương trình biểu diễn âm nhạc từ thiện với sự góp mặt của hàng chục nghìn người. Ban đầu, Trần Khôn đang biểu diễn tiết mục của mình, anh đã nói hướng về sân khấu với sự góp mặt của vị khách mời đặc biệt. Châu Tấn cùng Cao Thánh Viễn xuất hiện trong trang phục cô dâu chú rể. Cả hai cùng trao nhau nhận cưới, hôn nhau và đưa lời thề nguyền sống hạnh phúc bên nhau. Tại buổi lễ kết hôn, Cao Thánh Viễn nói, chúng tôi đã là vợ chồng, tình yêu của chúng tôi đã được đền đáp, cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi kết hôn, vợ chồng Châu Tấn không có nhiều thời gian dành cho nhau, trong khi nữ diễn viên bận rộn với công việc trên phim trường thì Cao Thánh Viễn lại thường xuyên ở Mỹ, thỉnh thoảng mới về Trung Quốc. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của họ thường xuyên xuất hiện tin đồn ly hôn. Sau đám cưới không lâu, cặp đôi vướng nhiều tin đồn nói rằng cuộc sống vợ chồng của Châu Tấn và Cao Thánh Viễn gặp nhiều rắc rối, thậm chí Châu Tấn và Cao Thánh Viễn đã chấp thuận ly hôn. Hai người chỉ đợi thời gian thích hợp để ký vào đơn ly dị ở Hàng Châu, nơi họ đã đăng ký kết hôn. Năm 2018, Cao Thánh Viễn khiến dân tình hoang mang khi xóa hết ảnh của vợ mình trên trang cá nhân, khiến tin đồn cặp đôi ly hôn trở thành tâm điểm truyền thông Hoa ngữ. Một nguồn tin tiết lộ, vợ chồng Hoa Đán không còn sống chung từ lâu nhưng chưa công khai ly hôn, hành động xóa ảnh của Cao Thánh Viễn bị đánh giá là nhỏ mọn. Sau nhiều lần để lộ tình trạng hôn nhân của mình, thì đến ngày 23 tháng 12 năm 2021, cặp đôi chính thức ly hôn. Cả hai cùng lần lượt đăng tải dòng trạng thái chúc bình an, ngầm xác nhận hôn nhân đã chấm dứt. Về nguyên nhân ly hôn thì có rất nhiều phỏng đoán được đưa ra. Một số nguồn tin cho biết vợ chồng Châu Tấn mâu thuẫn vì không tìm được tiếng nói chung trong chuyện tình cảm. Bên cạnh đó, chuyện Hoa Đán Trung Quốc không muốn sinh con cũng khiến cho cô và Cao Thánh Viễn thêm phần xa cách. Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược hoàn toàn khi Cao Thánh Viễn nhanh chóng công khai bạn gái sau khi ly hôn Châu Tấn. Theo đó, cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng khi phát hiện ra tài khoản mạng xã hội của một phụ nữ trẻ được cho là tình mới của Cao Thánh Viễn, chồng Châu Tấn. Người phụ nữ này đăng tải ảnh chụp một lá thư tay có nội dung khá ngọt ngào. Em yêu, anh chúc em may mắn trên hành trình của em, hãy nỗ lực hết mình mỗi ngày nhé. Anh sẽ dõi theo em với tấm lòng nhiệt huyết, có hàng triệu bông hồng trên thế giới, nhưng em là người đặc biệt nhất, bông hồng độc nhất vô nhị của anh yêu em. Đáng nói, bức ảnh được gắn tên Archie Cao, tên tài khoản Instagram của Cao Thánh Viễn. Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 10, cô gái đăng tải bức ảnh khóa môi một người đàn ông. Dù chỉ chụp góc nghiêng mặt, dân mạng cũng dễ dàng nhận ra đó là ông xã Châu Tấn. Bức ảnh này cũng gắn tên Archie Cao. Thời điểm những bức ảnh này được công khai là khi Cao Thánh Viễn và Châu Tấn thậm chí còn chưa tuyên bố ly hôn, khiến nam tài tử vướng nghi vấn cắm sừng vợ. Sau khi loạt ảnh bị rò rỉ không lâu, Châu Tấn cũng lập tức đăng tải trên Weibo cá nhân dòng chữ ngắn ngủi chúc bình an. Ngay sau đó, ông xã cô cũng đăng tải bài viết có nội dung tương tự trên trang cá nhân ngầm xác nhận việc ly hôn. Trong suốt thời gian kết hôn với Châu Tấn, Cao Thánh Viễn nhiều lần vướng nghi vấn ngoại tình và cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến cả hai ly hôn. Tháng 5 năm 2014, khi Châu Tấn vừa công khai mối quan hệ với Cao Thánh Viễn, thì một loạt ảnh tài tử họ Cao tình tứ với một cô gái khác được tung lên mạng. Cô gái tên Hạ, người tung ảnh tình tứ của mình với Cao Thánh Viễn lên mạng kèm lời trách móc, nếu anh yêu Châu Tấn, tại sao lại theo đuổi em, vậy chúc anh hạnh phúc. Những bức ảnh này khiến nhiều người nghi ngờ Cao Thánh Viễn bắt cá hai tay. Năm 2016, chồng nữ diễn viên Họa Bì tiếp tục bị một blogger tung ảnh tình tứ bên Hot Girl trong hộp đêm. Thậm chí trang Sina còn có bài viết với nguồn tin do người thân cận tiết lộ cho hay, chồng Châu Tấn từ lâu đã rất để ý tới những người bạn nam giới của vợ. Có một lần, trong một buổi tiệc, lợi dụng một sao nam đã uống khá nhiều rượu, Cao Thánh Viễn có hành động sờ tay, sau đó cố gắng hôn môi người này. Về phía Châu Tấn, khi tin đồn ly hôn Cao Thánh Viễn rộ lên vào năm 2017, thì cũng là lúc cô bị đồn hẹn hò đồng tính với Đậu Tĩnh Đồng, con gái của ngôi sao ca nhạc Vương Phi. Chiều ngày 21 tháng 1 năm 2022, Cbiz xôn xao khi diễn viên Cao Thánh Viễn công khai bạn gái mới ngay trên mạng xã hội. Trên Instagram, Archie David Cao bất ngờ chia sẻ hình ảnh cười tươi, rạng rỡ với một mỹ nhân, sở hữu visual khả ái. Cô gái thậm chí còn dành những lời ngọt ngào cho nam diễn viên họ Cao. Em luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi được ở bên anh. Sau đó tag tài khoản của Cao Thánh Viễn.
Công chúng đến nay vẫn bức xúc chỉ trích Cao Thánh Viễn vì hình ảnh ôm hôn bạn gái mới khi chưa công bố ly hôn Châu Tấn. Tuy nhiên, gác lại mọi ồn ào, trong khi Cao Thánh Viễn hạnh phúc bên người mới thì Châu Tấn vừa qua cũng được cho là đã đăng ký kết hôn với tri kỷ đời mình là Trần Khôn.